Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Phúc Thành An Việt Nam vừa phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn chuyển giao công nghệ và liên kết sản xuất kinh doanh đông trùng hạ thảo cho các hội viên cựu chiến binh. Nấm đông trùng hạ thảo là loại nấm dược liệu quý có giá trị kinh tế cao, rất ít trong tự nhiên, chủ yếu được tìm thấy tại một số vùng núi cao thuộc Tây Tạng, Trung Quốc, Nepal, Bhutan. Việc nuôi cấy nhân tạo thành công mở ra cơ hội đưa sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng với giá cả phù hợp. Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Phúc Thành An Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong trên địa bàn huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đưa vào nuôi cấy sản xuất và chế biến ra nhiều loại sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo như bánh kẹo, nước uống. Các hội viên tham gia được doanh nghiệp hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật cũng như cách nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo theo quy mô hộ gia đình. Sản phẩm sau thu hoạch được công ty thu mua lại hoặc hội viên có thể tự tìm kênh tiêu thụ trên thị trường.